Núi Bà Rá hả? Bình Phước mà cũng có núi Bà Rồi đây mình sẽ bấm núi Bà Rá ha Thì nó hiện ra đúng là Bình Phước cũng có núi Bà Rá ha Nằm ở thị xã Phước Long à, Tỉnh Bình Phước Rồi bây giờ mình có cái bảng tọa độ nè Đó dựa hơn tọa độ này bắn ra thôi Đơn giản Bắt đây đây, đúng là núi có núi thiệt, núi bà thiệt, có cáp treo luôn nha. À, cáp treo từ đây nè, đó lên đây nè. Đó, cáp, cáp treo nè, đó cáp treo bị lỗi phong trụ, đập không ra luôn. Đó, tới cáp treo từ đây lên đây. À, xung quanh núi Bà hiện là đang là rừng đặc dụng nha, rừng đặc dụng màu xanh lá cây nè và đất di tích và đất thương mại dịch vụ. À, thương mại dịch vụ xung quanh đó nè. Đó TMD nè. Nói chung là khu vực xung quanh núi Bà đừng có động vào. Trên đây cũng là uh, khu du lịch nghỉ dưỡng nè, đó còn cái khu vực này hiện tại là cây lâu năm nhưng mà mình nghĩ sớm muộn gì tại vì kế hoạch tới 2030 thì sớm muộn sớm muộn gì cái khu này thì cũng phải dính vào thương mại dịch vụ thôi cho nên cho nên tốt nhất là mua cái khu này thôi né ra luôn xung quanh núi bà là hơi dẹp đi rồi để nói về cái khu dân cư thì xung quanh núi bà cũng khá nhiều nha dân cư khá đông nha tập trung nè từ cái chân núi bà nè đó công quạt có cả một cái khu à, đất odt khu du lịch khu dân cư mà kết hợp khu sinh thái đó nè trời ơi, quá đẹp luôn À, có một cái đất năng lượng ha Ồ, quá trời đất năng lượng chạy trời. trời ơi hơn khoảng 1 phần sáu diện tích thuộc vào đất năng lượng của bình phước nè ồ toàn bộ đất năng lượng hết cái này chắc làm năng lượng mặt trời á tấm pin năng lượng mặt trời hay sao á nha quá trời luôn